Năm 2018, xuất khẩu nông sản đã lập kỷ lục với kim ngạch 40,5 tỷ đô la Mỹ. Nông sản của Việt Nam tiếp tục đứng thứ 15 trên thế giới với sự hiện diện tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiếp tục đà tăng trưởng của năm 2018, năm 2019 nông sản Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 43 tỷ đô la Mỹ, đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển thị trường trong và ngoài nước. Tại diễn đàn thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản Việt Nam năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Công thương tổ chức, đại diện các bộ, ban ngành trung ương và doanh nghiệp cùng nhau trao đổi nhằm vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được mục tiêu đã đề ra. Qua đó thống nhất nhiệm vụ giải pháp chính, tiếp tục tái cơ cấu, cải cách mạnh mẽ ngành nông nghiệp phát triển theo ba trục, đó là sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và sản phẩm đặc sản địa phương gắn với chỉ dẫn địa lý, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao vân vân bộ công thương cũng cam kết sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của việt nam tại thị trường trong nước và quốc tế xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn quốc gia hài hòa với quy định của các thị trường nhập khẩu phát triển và nhân rộng việc thực hiện cấp mã số vùng sản xuất truy xuất nguồn gốc đồng thời xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại ảnh hưởng đến nông sản việt nam